chào mừng quý vị đến với kênh giải trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ là tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Huấn luyện viên Park Hang-seo bật khóc khi về thăm mẹ già 97 tuổi, khiến các tuyển thủ U23 Việt Nam lặng người. Hôm nay ngày 19 tháng 12, thầy Park đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam về thăm mẹ của ông tại quê nhà Sangjong, tỉnh Gyeongsang Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đi xe buýt cùng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam về nơi mình sinh ra và lớn lên. Trong khi đó, mẹ ruột của ông đi xe ô tô riêng đi từ viện dưỡng lão về. Sau đó, huấn luyện viên Park đã đẩy xe lăn cho mẹ vào trước cổng nhà. Tại đây, ông giới thiệu mẹ với các thành viên của đội tuyển. Mẹ của thầy Park dù đã 97 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Khi thấy con trai, bà đã vươn tay ôm lấy cổ rồi bật khóc thành tiếng lớn. Thầy Park thấy thế cũng không thể kìm được nước mắt. Ông tháo kính lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Chứng kiến hình ảnh ấy, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có các cầu thủ đứng lặng người. Cả đội đi từ vui mừng khi được gặp mẹ ruột của huấn luyện viên trưởng, rồi trải qua nhiều tâm trạng khi thấy hình ảnh xúc động của tình mẫu tử. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định cùng U23 Việt Nam tới tập huấn tại trung tâm thể thao Dongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam. Địa điểm tập huấn này gần với nơi ông sinh ra và lớn lên. Sau 6 ngày tập huấn, huấn luyện viên Park mới có thể đưa cả đội đến thăm ngôi nhà nhỏ của mẹ ông. Khi về thăm ngôi nhà của thầy Park, Quang Hải tỏ ra rất phấn khích khi nhìn thấy những bức tường được sơn hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo cùng một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Thậm chí Quang Hải còn tìm thấy và chụp ảnh cùng đoạn tường sơn hình ảnh của chính anh đang ăn mừng cùng Đức Huy và Huy Hùng. Theo phán đoán, đây là hình ảnh tái hiện lại khoảnh khắc ăn mừng bàn mở tỷ số của Huy Hùng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup năm 2018 với Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, trên trang cá nhân Quang Hải còn viết về thăm bạn của sếp. Đây là lần đầu tiên Quang Hải được đến thăm nhà huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc. Cuối năm 2018, anh cùng các đồng đội ở tuyển Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nhưng ở khu vực Baju gần thủ đô Seoul. Do quãng đường xa nên đến lần tập huấn này, cả đội U23 mới có cơ hội về thăm nhà thầy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.